Thưa quý vị và các bạn, thịt lợn là thực phẩm phụ chủ yếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam và nhiều người tiêu dùng hiện lại rất lo ngại khi đi chợ bởi để chọn được loại thịt an toàn thì không hề dễ dàng. Nắm bắt được điều này, một số trang trại ở ngoại thành Hà Nội đã tiến hành nuôi lợn rừng bằng các loại lá thuốc nam và loại thịt này đang được nhiều khách hàng ưa chuộng. Rau mỏ, lá cây hoàn ngọc, cây lược vàng và gần 100 loại thảo dược khác là thức ăn hàng ngày của đàn lợn rừng. Chị Hoa, chủ trang trại đã sử dụng những thực phẩm này cho đàn lợn của mình hàng chục năm nay. Thuốc nam mà để phòng bệnh đối với con lợn mà trang trại Hoa Viên hiện nay đang sử dụng nhiều nhất đấy là cây hoàn ngọc hay còn gọi là cây con khỉ. Còn có một số những cái loại cây khác nó cũng có cái tác dụng rất tốt, ví dụ như là cây khổ sâm. Dân gian thường gọi đây là cái cây sâm ăn lá. Cái cây sâm này thì nó chữa cái bệnh, nếu như mình cho con lợn con nó uống cái này thì nó vừa phòng cái bệnh viêm phổi và đồng thời vừa phòng cái bệnh đi ngoài. Đấy thì tốt nhất là khi con lợn mẹ nó sinh ra thì mình cho lợn nó ăn luôn để phòng. Khi nào mình thấy có hiện tượng con nó bị đi ngoài rồi mình hãy cho uống. Chị Hoa hiện đang sở hữu tổng đàn lợn lên đến hơn 1 vạn con, bao gồm lợn nái, lợn thương phẩm, lợn con. Thảo dược không những là thực phẩm hàng ngày mà còn là thuốc chữa bệnh cho chúng. Nhờ thế mà không cần đến thuốc thú y cho đàn lợn. Đối với các con lợn rừng, bởi vì cái bản năng hoang dã của nó thì nó sử dụng các cái lá cây trong rừng để chữa bệnh. Mà mình căn cứ vào cái bản năng hoang dã đấy thì mình cũng sử dụng một số những cái loại thuốc nam. Cái thứ nhất là về chi phí nó thấp. Cái thứ hai là nó không tạo cái áp lực khuẩn kháng thuốc ở trong chuồng trại. Và cái thứ ba là cái thuốc nam đối với con lợn rừng nó đặc biệt, nó rất hiệu quả. Từ mô hình của gia đình chị Hoa, khoảng chục hộ dân trong xã Bình Yên cũng đã mạnh dạn và chuyển hướng sang nuôi lợn rừng bằng thảo dược. Hơn 200.000 đồng 1 kg, gấp đôi giá trị của 1 kg thịt lợn thông thường. Nhưng lợn thương phẩm có bao nhiêu, được tiêu thụ hết bấy nhiêu. Mỗi năm, các hộ gia đình ở Bình Yên thu về hàng tỷ đồng từ mô hình nuôi lợn rừng bằng thuốc nam.